Yeah, trân trọng kính chào quý tôi con Chúa. Chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua lời của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta đã đọc tới đoạn số 32 của phục truyền luật lễ ký rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong cái hành trình này ở đoạn 33. Cầu nguyện xin Chúa ban phước cho. À, chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chuẩn bị hoàn tất sách phục truyền luật lễ ký. Hy vọng tuần này mình sẽ hoàn tất Nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho thì giờ quý báu này. Xin cho Thánh Ngài ban Thánh Linh của Chúa tràn đầy trên chúng con. Để chúng con ngập tràn trong sự dạy dỗ của Chúa. Con cảm ơn Cha rất là nhiều. Nguyện Chúa thương xót, làm ơn, sức giàu, biệt riêng chúng con ra. Để chúng con tiếp cận được với lời của Chúa con ngợi khen cha rất là nhiều. Con dân phó thì giờ quý báo này ở trong sự thăm viếng của Chúa. Con cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu lời trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi, chúng ta đọc tiêu chí đơn giản của chúng ta là đọc cho xong à, Kinh Thánh. Tuy nhiên, Chúa cho mình dừng lại chỗ nào thì mình sẽ dừng lại. Còn nếu không, thì mình sẽ cứ tiếp tục đọc. À, những gì Chúa cho chưa cho mình hiểu trong lúc này không có nghĩa rằng là không cần thiết cho mình nhưng mình chỉ có thể hiểu được tới đó và khả năng chúng ta có thể áp dụng được tới đó vì vậy Chúa cho mình hiểu được tới đó ai có thể hiểu xa hơn thì à, quý vị à, nhờ ơn Chúa Chúa à, bày tỏ thì nhờ ơn Chúa áp dụng theo cái điều mà Chúa đã bày tỏ cho mình còn tại đây thì chúng ta chỉ đơn giản đọc cho xong lời của Chúa và chúng ta nắm bắt được một cái căn bản ở trong lời của Chúa mà Chúa đã bày tỏ cho mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng ta cách đặc biệt trong thời giờ này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đọc nha. Bắt đầu câu thứ nhất như sau. Đây là lời chúc phước mà môi xe người của Đức Chúa Trời đã chúc phước cho dân Israel trước khi qua đời à, ông nói như thế này bắt đầu ông cái lời chúc phước nha như thế này Đức Giê-hô-va đến từ Sinai à, chiếu sôi trên chúng ta từ CIR và rạng ngời từ núi Pha-ran ngài đến giữa muôn nghìn đấng thánh lửa luật pháp phát ra từ tay phải của ngài Chúa yêu thương dân Ngài. Tất cả các thánh đều ở trong tay Chúa, phủ phục dưới chân Ngài, đón nhận lời Ngài chỉ dạy. Luật pháp của môi xe truyền cho chúng tôi là sản nghiệp của cộng đồng do cộng đồng gia ngài là vua của Jerusalem. rung có nghĩa là Jerusalem khi các lãnh đạo của dân chúng hợp lại với các bộ tộc của Israel à, ở đây mấy câu đầu này sáu câu năm no, à, câu đầu này thì chúng ta thấy rằng môi xe mô tả một ít về đức chúa trời mô tả về chúa hay là đức Giê-hô-va của chúng ta như thế nào Chúa ra từ núi Sinai. Sinai biểu tượng của nơi ban phát luật pháp. Và vinh quang của Chúa hiện, hiện hữu ra tại đó. Và Chúa chiếu sáng trên chúng ta từ si -rơ là nơi hình ảnh nói về cái nơi của Edom hay là Esau. À, từ nơi đây À, Chúa đã cho Esau Không có phải làm hại Tới do Jacob Nhưng tại nơi đây um, Thì uh, trên đường Jacob đi về Thì Sire Tức là hình ảnh của Esau đó Không làm hại gì Trên Jacob cả uh, ja Jacob vẫn bình yên Đi về Và từ Jacob Là chúng ta thấy Nguyên dòng dõi của Israel Được hình thành cho đến ngày hôm nay và rạng ngời từ Pha-rang, cảm ơn Chúa pha a Aram là những nơi mà chúng ta thấy um, sự xuất hiện của Chúa, sự bày tỏ của Chúa ở trên um, Abraham và trên dòng tộc những người uh, Chúa gia đình của Abraham được Chúa kêu gọi để bước ra khỏi xứ pha a Aram. À, để à, trở nên một dân tộc à, thuộc về Chúa. Rồi, à, Ngài đến từ giữa muôn nghìn đấng thánh. Cảm ơn Chúa. Lửa luật pháp Ngài phát ra từ tay phải Ngài. À, Đức Chúa Trời à, ra từ à, từ trong sự thánh khiết. Và lửa luật pháp của Chúa được à, phát à, được ban phát ra cho dân sự của ngài và chúa yêu thương dân ngài à, tất cả các thánh đều ở trong tay chúa mình cảm ơn chúa rằng là tất cả cuộc đời của chúng ta dầu chúng ta là ai ở bất cứ địa vị nào chúng ta đều nằm ở trong tay của chúa và sống trong tình yêu thương của ngài và đặc biệt chúng ta À, tiếp nhận luật pháp của chúa để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta hàng ngày ở à, điều phước hạnh mà chúa ban cho từng cuộc đời của chúng ta không những vậy, ở tại đây à, kinh thánh nói gì à, à, tất cả các thánh đều ở trong tay chúa phủ phục dưới chân ngài để đón nhận lời ngài chỉ dạy cảm ơn chúa chúng ta phủ phục dưới chân của chúa để liên tục đón nhận lời của chúa chỉ dạy cho từng cuộc đời của chúng ta câu số 4 nói rằng luật pháp mà môi xe truyền cho chúng tôi là sản nghiệp của cộng đồng à, jacob thưa quý vị um, nhớ đến hình ảnh của um, uh, eli và môi xe hiện ra với chúa Giê-su ở trên núi trong núi quá hình đó thì tại chỗ đây chúng ta thấy rằng môi xe là đại diện cho luật pháp của Chúa à, và luật pháp của Chúa mà môi xe được truyền lại cho dân sự của Chúa nó là sản nghiệp của người Do Thái của dân nhà dân Do Thái nhưng tất cả những điều này luật pháp của môi xe và những lời tiên tri đã được ứng nghiệm hoàn toàn ở trong Chúa Giêsu khi ngài hóa hình với tiên tri Eli và và môi xe khi nói đến luật pháp là nói đến môi xe, khi nói đến những lời tiên tri thì nói đến Eli vì vậy cái hình ảnh của dân Baptist xuất hiện trong những ngày trước ngày trước Chúa Giêsu thì hình ảnh đó là hình ảnh của những lời tiên tri được ứng nghiệm sau cùng, À, để à, để chấm dứt cái thời đại tiên tri của ta cựu ước và tất cả những gì bây giờ nó bắt đầu được hình thành và được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên khi môi xe hình ảnh của luật pháp và tiên tri Eli hình ảnh của tiên tri các lời tiên tri luật pháp và lời tiên tri được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và tất cả những gì ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì kinh thánh nói rằng một chấm một nét cũng không được thay đổi. Và điểm đặc biệt chúng ta thấy nữa rằng là kinh thánh nói rằng là là dầu trời đất có qua đi nhưng lời ta không hề qua đi, một chấm một nét cũng không qua đi. Có nghĩa rằng tất cả những điều đó đã được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và những gì ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì nó sẽ tồn tại cho đến đời đời và lời của Chúa chính là cái chỗ đã được tấn nghiệm hoàn toàn đã được à, được à, được thành tựu hoàn toàn được hoàn tất ở trong à, làm trượt làm trọn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ vì vậy chỗ này chúng ta thấy rằng luật pháp mà môi xe đã truyền cho chúng tôi là sản nghiệp của Jacob thì ngày hôm nay tất cả những gì ở trong Đức Chúa Giêsu Christ nó là sản nghiệp của từng cuộc đời của chúng ta. Rồi gì nữa, Ngài làm vua à, của à Jerusalem à, khi cấp lãnh đạo dân chúng hợp lại cùng với các bộ tộc Israel. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa à, à, những gì được hình thành ở trong Chúa Giêsu ngày hôm nay từ à, thẩm quyền cho đến à, quyền cai trị, quyền tể trị cho đến luật pháp, cho đến lời tiên tri, tất cả những điều đó đều ứng nghiệm ở trong hoàn tất hoàn tất được hoàn tất ở trong Chúa Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta ngày hôm nay được Chúa kêu gọi là hãy ở trong đấng đó, à hãy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là bởi vì chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần cho đời sống tâm linh của chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là cái phước hạnh mà chúng ta có được. Ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và tại đây thì bắt đầu qua câu 6 thì môi xe à, chuyển hướng về 12 chi phái dân, dân Israel như sau. Câu số 6 nói rằng là cầu cho Ruben sống và lưu truyền à, mãi mãi dù cho số người nó không đông đây là ông chúc phước cho à, chi phái ruben là con trưởng của à, của jacob à, nhưng bởi vì ông nằm với à, vợ của à, của jacob cho nên à, đã không à, đã đánh mất đi cái quyền trưởng nam đó à, đối với à, ruben rồi à, ruben thì chỉ được chúc phước là sống và lưu truyền mãi mãi thôi À, rồi còn về Juda thì sao? Juda Môi-se nói rằng: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài nghe tiếng của Juda và đem người về với dân mình. Đôi dùng đôi tay tự bảo vệ mình, xin Chúa giúp người chống lại quân thù. Vì vị thấy chi phái Juda là chi phái được uh, Chúa đặt để để uh, sử dụng uh, như là một uh, vương quyền cai trị" làm vua, à, làm người lãnh đạo ở giữa à, cai trị dân sự của Chúa. À, đó là về chi phái Juda. Mình thấy David cũng ra từ chi phái Juda, các vua hầu hết ra từ chi phái Juda nhiều. Rồi về Lê thì sao? Lê Vi môi se nói rằng xin ban thu mim cho Levi và Urim cho người tin kính Ngài. Hai cái vật này dành cho thầy tế lễ và tiên tri. Cho nên à, chi phái Lê Vi Được chọn được biệt riêng ra Để à, Để lo về Chú tâm về vấn đề à, Thiên liêng Vấn đề nối kết thuộc linh Giữa mối liên hệ giữa dân sự với Chúa Và giúp dân sự Được nối kết với Chúa thường xuyên à, à, Tại đây rằng Tiếp tục như thế này Mà Ngài đã sử à, Đã thử thách tại Massa À, cũng cùng tranh đấu bên mặt nước Meriba quý vị thấy hai cái điểm này hai cái địa điểm này nó xảy ra à, à, nhiều thách thức ở tại đây à, và cũng tại chỗ này mà môi xe và Aaron không tôn kính à, Đức Chúa Trời và đã không làm à, không vâng lời chúa tại đây để rồi không được vào xứ à, Canaan đó rồi gì nữa Levi nói về À, cha mẹ mình rằng tôi không nhìn thấy họ người cũng không nhận anh em mình cũng chẳng biết con cái mình à, quý vị biết tại sao chỗ này không là bởi vì họ được biệt riêng ra để lo cho công việc này à, cho nên họ chỉ tập trung vào công việc tế lễ còn chuyện gia đình thì à, chuyện đó nó nằm ở một cái hình ảnh khác chứ nó không nằm ở trong cái cái sự chúc phước này của của môi xe đây đang chúc phước về cái chỗ đứng cái vị trí và cái chức năng của từng chi phái ở tại đây à, cảm ơn chúa và lê vi đã được biệt riêng ra để lo về vấn đề tế lễ cho dân sự của chúa ở tại đây và dạy cho dân sự về không những tế lễ mà còn là tiên tri nữa À, để đây là vì người Lê Vi họ tuân giữ lời Chúa nè, gìn giữ giao ước Chúa nè, họ dạy mệnh lệnh của Chúa cho Gia-cóp. À, người Lê Vi dạy lại mệnh lệnh của Chúa cho Gia-cóp và truyền luật pháp Ngài cho dân Israel. Họ dân hương trước mặt Chúa và tế lễ toàn thiêu trên bàn thờ của Ngài. Họ à, vừa giữ hai cái chức năng, vừa tiên tri và vừa là thầy tế lễ câu 11 lạy Đức giê hô xin ban sức lực cho người và hài lòng về công việc của tay người xin đánh gãy hông những à, gãy hông của kẻ thù và kẻ ghen ghét để chúng không ngóc đầu lên nổi những ai đối địch với hay là làm tổn hại đến người Lê-vi thì sẽ đụng đến cái giao ước này, đụng đến cái lời chúc phước này vì vậy mà đối với người người do thái họ tôn trọng cái người Lê Vi và ông David ông cũng ở trong cái chỗ là được để ý đến cái chỗ mà đấng chịu sức giàu những người nào được biệt riêng ra của Chúa được biệt riêng ra đó thường là Chúa đã sức giàu cho người đó rồi thì ông ông dân sự của Chúa có một cái sự tôn trọng đặc biệt nào đó, bởi vì à, ai chống lại hay là ghen ghét thì những người mà chúa sức giàu để đứng ở cái vai trò tiên tri và tế lễ này thì sẽ um, có những cái uh, cái hậu quả cũng không không lành mạnh lắm cho 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 những vị đó. Vì vậy uh, ở trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày thì chúng ta cũng phải giữ tất cả những điều này ở trong ơn của Chúa, bởi vì, vì ngày hôm nay mặc dầu mình sống trong thời kỳ ân điển, à, tất cả những điều này tuy nó đã ứng nghiệm ở trong nó hoàn tất ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng Chúa Giêsu Christ là cũng được biệt riêng ra ở một cái À, cái vai trò, cái chức năng của thầy tế lễ cả thượng phẩm và một là và, và tiên tri, à, đấng tiên tri cho đời sống của chúng ta. À, vì vậy à, à, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa à, à, nâng đỡ chúng ta để những gì mà chúng ta có mà gọi là à, không thuận thảo ở trong à, cái vai trò. À, tế lễ và thầy tiên tri và tiên tri này à, hay là đôi khi chúng ta có những cái điều gì đó chống đối lại à, hay là khước từ chống đối Chúa đó thì cẩn thận à, ở đây tôi không nói đến con người nha à, đây đang nói đến cái cái chức năng đã được ứng nghiệm ở trong Chúa Giêsu Christ đó thì à, nếu có những cái ý tưởng à, loại bỏ bất tín không tin chống đối thì tất cả những điều đó những con người đó thường là sẽ đối diện với những cái điều không hay ở trong đời sống của mình có những người sĩ vã chúa có những người à, à, gọi là gì à, mock là gì rủa à, coi thường chúa thì à, những, những vị này chúng ta cần À, để ý lại và đôi khi là chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta cũng không nên xem thường cái vai trò của Chúa ở không được, chứ không phải không nên, à, không được xem thường cái vai trò của Chúa Giê-xu à, ở trong đời sống của chúng ta, bởi vì đây là thầy tế lễ cả thượng phẩm của mình và đây là à, là Tiên tri vừa là vua vừa là thầy tế lễ mà vừa là à, là tiên tri trong đời sống của mình nữa cho nên mình thấy được rằng ba cái vai trò ba cái chức năng đó được hoàn toàn ứng nghiệm ở trong Chúa Giêsu cho nên à, đừng khước từ hay đừng xem nhẹ cái vai trò tế lễ của Chúa trong đời sống của chúng ta hàng ngày à, bởi vì Chúa sẽ là đối tượng à, dân chúng ta À, là của lễ sống và thánh liên tục à, trước mặt à, trước mặt Đức Chúa Cha. À, vì vậy một bữa nào đó chúng ta có học với nhau đó là chúng ta dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Không có nghĩa rằng chúng ta cố gắng sống tốt hay là làm cái gì ở đất này, nhưng mà chúng ta sống ở trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta làm điều gì đó không đẹp lòng Chúa thì À, ăn năn và đậu phục Chúa để mình được à, à, liên tục thanh tẩy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ để giữ mình ở vai trò của một của tế lễ à, thánh và sống đẹp lòng Đức Chúa trời liên tục. À, vì vậy à, đừng xem nhẹ cái vai trò tế lễ của Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mình, bởi vì đó là cái chỗ mà chúng ta giữ mình là của lễ sống và thánh liên tục ở trên đất này, ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. À, cho nên chúng ta có yếu đuối, chúng ta có phạm tội, thì hãy xưng ra với Chúa, ăn năn với Chúa và giải quyết nó. Chứ nếu không thì chúng ta không không giữ mình, à, hay là chúng ta đang xem nhẹ cái vai trò tế lễ của Chúa à, Giêsu ở trong đời sống của chúng ta. Để khi có người thì chú tâm vai trò tiên tri tức là lời của Chúa nhiều mà không để ý đến cái cái lỗi lầm hay là không để ý đến những cái vấp phạm hàng ngày của chúng ta, tức là không có cái đời sống ăn năn, không có cái đời sống mềm mại trước à, sự cáo trách của Chúa để mình à, đầu phục Chúa và được quyết của Chúa thanh tẩy để rồi mình à, trở nên của lễ sống và thánh có nhiều người rất giỏi về lời Chúa nhưng đời sống thì không có à, không có là một của lễ sống và thánh liên tục cho Chúa được bởi vì thiếu cái mềm mại thiếu cái ăn năn à, và mình sẽ thấy được khi mình thiếu cái mềm mại thiếu cái ăn năn đó thì mình cũng khước từ luôn cái quyền tể trị là vua của của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình nữa bởi cái quyền tể trị là vua của Chúa nó cần có trong cuộc đời của mình để làm gì để cho mình cái thẩm quyền để mình sống tại đất này lời Chúa để uống nắng tỉa sữa mình rồi cái chức năng tế lễ của Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của mình là, là để giữ mình có trở nên một của lễ sống và thánh liên tục đẹp lòng Đức Chúa Trời bên cạnh đó cái vai trò vua của Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của mình thêm cho chúng ta quyền và năng lực để chúng ta sống chống chọi lại bao nhiêu sự tấn công của của Satan trong cuộc đời của chúng ta vậy luôn nhớ ba cái vai trò đó ở trong cuộc sống của chúng ta uh, trong cái hình ảnh của uh, tất cả những điều này đã được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ rồi về benjamin thì sao về benjamin moses nói rằng người được đức giê-hô-va yêu mến sẽ sẽ được sống yên lành bên ngài chúa che chở người suốt đời và ngự giữa núi đồi của người quý vị thấy điều này nó cũng được ứng nghiệm ở trong đức chúa giê-su-christ khi mình ở trong đức chúa giê-su-christ tất cả những điều này cũng được ứng nghiệm nữa chúng ta sẽ sống trong sự yêu mến của chúa Chúng ta sống trong sự yên bình ở bên Chúa. Và chúng ta sẽ được Chúa che chở suốt cuộc đời của chúng ta. Và Chúa ngự giữa à, cái nơi ở của mình. À, nên bảo vệ đời sống của mình. Tất cả những điều này xin chúng ta để ý là bởi vì nó đều được ứng nghiệm ở trong Chúa Giêsu cho mình về Joseph thì sao? Môi xe nói rằng nguyện đất của người được Đức giê hô va ban phước với xương móc quý báu từ trời ban tặng và những mạch suối ngầm nằm ngay bên dưới. À, quý vị thấy không? Từ trên tới mặt nước ngầm từ trên trời đến mặt nước ngầm đều được chữa, đều được ban phước cả rồi gì nữa với sản phẩm tuyệt hảo từ mặt trời và sự phong phú đến từ mặt trăng không còn gì để nói nữa đúng không? Vì Joseph rồi những sản vật hàng đầu của núi của núi xưa à quý thấy không những sản vật hàng đầu của núi núi xưa và các bông trái dồi dào từ các đỉnh các đồi vĩnh cửu à, từ xưa cho đến vĩnh cửu đều à, đều được à, à, cung ứng cho à, Joseph với tặng phẩm quý cùng sự sung mãn của đất Mọi ơn lành của đấng ngự giữa bụi gai Nguyện mọi phước này tuôn tràn trên đầu Joseph Và trên trán của người đứng đầu trên anh em à, Quý vị thấy Joseph là người đứng đầu à, Ở trong anh em của ông Mặc dầu ông là người nhỏ Cho nên Chúa có sử dụng ông để đứng đầu Ở trong ơn của Chúa Cho nên mình cảm ơn Chúa Ở một cái giai đoạn nào đó Chúa sẽ sử dụng À, tất cả chúng ta ở trong một vai trò nào đó như như là Timothy cho nên ông sứ đồ Phaolô ông nói rằng là chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi nhưng hãy lấy lời nói nét nét làm mà mà sống giữa dân sự của Chúa tại đó. Cho nên à, một lần nữa xác định lại rằng cái chỗ đứng của mình, cái vai trò của mình à, ở trước à, sự kêu gọi của Chúa nó quan trọng lắm. Còn, còn ở cái vị trí nào, tuổi tác ra sao thì chỗ này hoàn toàn mình thấy không có quan trọng nữa. Bởi vì Joseph là, là em Úc mà được ở đây được Chúa đặt để ở một vai trò là người đứng đầu trong anh em mình. Điều cảm ơn Chúa về điều đó rồi oai phong như à, con bò đực đầu lòng và cặp sừng dũng mãnh dũng mãnh của bò rừng người dùng sừng người dùng sừng để quật ngã mọi dân tộc cả đến các dân ở cùng trời cuối đất à, cảm ơn Chúa sức mạnh của gia cốp diện của Joseph à, rất là đặc biệt ở trong cái chi phái này và trong chi phái này quý vị nhớ có hai người con đúng không? ephraim và manasse cũng vậy. thì ở đây là nói thêm nè, đó là hàng vạn quân ephraim hàng nghìn người manasse. À, đây là một hai chi phái joseph là chi phái đông rất đông. ở à, trong chi ông trong joseph này có ra hai chi phái À, chỉ phải Ephraim và Manasseh là hai người con của của Joseph được sanh ở Ai Cập rồi đến à, hình ảnh của à, Sabulon như thế nào về Sabulon Moses nói hỏi Sabulon hãy vui mừng trong lúc ra đi chỉ đơn giản vậy thôi Sabulon chỉ vui mừng trong lúc ra đi à, mình cũng chưa nắm vững được chỗ này nhưng mà vui mừng À, là ai trong chúng ta cũng à, cũng cần được cái phước này cho nên à, nhờ ơn Chúa chúng ta cầu nguyện Chúa cho chúng ta vui mừng ở trong ơn của Chúa à, được cái phước hạnh này trong cuộc sống của mình vui mừng trong lúc ra đi mình vui mừng trong lúc hoạn nạn vui mừng trong lúc khó khăn vui mừng trong lúc ra đi vui mừng trong lúc trở về mọi phương diện của chúng ta Được sống ở trong sự vui mừng đó còn ikasa thì thế nào? Còn ikasa hớn hở trong liều trại mình, họ sẽ gọi các dân lên núi, dân sinh tế công chính tại đó, vì họ sẽ hút tài nguyên của biển và những kho tàng ẩn dấu trong cát. À, cái này thì à, cũng nhọc nhằn phải không? À, cũng không phải là là dễ dàng. À, mặc dầu hút tài nguyên ở biển và và những kho tàng giấu à, ẩn giấu trong cát à, có nghĩa rằng họ cũng sẽ phải nhọc nhằn để sống à, để có những cái um, của lễ dân cho Chúa à, và tất cả những điều này mình cũng thấy ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thấy sự vui mừng ở trong Chúa nè rồi à, thấy dân sinh tế công chính ở trong Chúa nè rồi à, những gì được ban cho, những phước hạnh được ban cho, hưởng được công khó của mình ở, ở trong công lao của mình là những điều mà chúng ta cũng thấy rõ à, đã được ứng nghiệm ở trong đấng Christ khi chúng ta được ở, ở trong đấng Christ chúng ta kinh nghiệm được điều đó câu 20 về gác, môi xe nói rằng ca tụng đấng mở rộng bờ cõi gác, gác nằm rình như một sư tử cái, vồ xé mồi cả tay lẫn đầu, người đã chọn phần tốt nhất cho mình, vì trong đó phần vì trong đó có phần dành cho người lãnh đạo khi những người lãnh đạo À, dân chúng tụ hợp lại gác thực thi công chính của Đức Giê-hô-va và các lực lệ của Ngài cho dân Israel. Nên cũng là một phần để cho chúng ta thấy rằng ở trong chi phái gác này có những người đứng ra để à, các quan trưởng và các quan à, các quan án để để xử công chính, để xử xét xử dân sự của Chúa về chi phái đan thì sao? À, mình cũng thấy điều này được ứng nghiệm ở trong ở trong đấng Christ luôn yeah. về chữ phái đang thì nói gì đang là sự tự tơ từ ba sang nhảy nhảy xong đến à, đang là sự tự tơ à, chỉ đơn giản như vậy thôi nói đến sức mạnh à, nói đến sự phong phú à, sức mạnh ta đã được bày tỏ ra rồi về Nephtali, Moses nói, Nephtali, à, ngập tràn ơn phước Chúa, trang chứa phước lành của Đức Giê-hô-va, hãy chiếm hữu phần đất phía Tây và phía Nam. Ừ. Cũng là một cái à, lời chúc phước à, trên à, người Nephtali. À, Nephtali, phước tràn, trang chứa. À, trong Đức Chúa giê su Christ, mình cũng à, tấn tới, à, chiếm vùng à, những cái vùng đất mà À, ở trong vương quốc của Đấng Christ chúng ta tấn tới trong phước hạnh à, tấn tới lập nền ở trong à, ở trong Đấng nên à, phước hạnh ngập tràn ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày về Ase thì sao về Ase môi xe nói rằng nguyện Ase được à, phước hơn các con trai khác được anh em ưa chuộng và được dầm chân trong dầu các then cửa bằng sắt và bằng đồng sức mạnh dẻo dai suốt cuộc đời cùng uh, Jerusalem không ai như Đức Chúa trời oh Jerusalem không ai như Đức Chúa trời đấng cứu uh, cứu giúp cởi các tầng trời oai nghiêm trên các đám mây à, tại đây thì đã hết uh, tới uh, A-xe là ngưng rồi à, tại đây là đang nói về uh, Jerusalem trở lại AC, AC là sao? A-xe là được Chúa, nguyện Chúa ban phước hơn các con trai khác. À, được anh em ưa chuộng và dầm được dầm chân trong dầu và các then cửa bằng vàng và bằng sắt và sức mạnh dẻo dai suốt cuộc đời. À, cảm ơn Chúa những lời chúc phước này. À AC không những được ưa chuộng à, được cưng chiều ở trong à, được phước hơn à, các anh em khác. Mà, và được à, dầm chân ở trong giàu Nói đến sự thịnh vượng Và các then cửa à, s, à, Bằng sắt bằng đồng Nói đến cái chỗ được bảo vệ à, Không ai đụng đến được Và sức mạnh thì cứ dẻo dai à, ở trong, ở trong đời sống của họ Và mình cũng thấy tất cả những điều này Nó ở trong à, Trong đấng Chris Rồi à, về Về Jerusalem thì sao À, môi xe nói như thế này ô dê, dê su rung à, dê su rung không ai như đức chúa trời đấng đến giải cứu cởi các tầng trời uy nghiêm trên các những đám mây đức jehovah đức chúa trời hằng hữu là nơi ẩn náu cánh tay đời đời của ngài nâng đỡ chúng ta ngài sẽ đuổi kẻ thù khuất mắt và phán rằng hãy diệt à, hãy diệt chúng đi nhờ vậy chỉ một mình Israel sống an lành ở trong suối à, sống an lành chỉ nhờ vậy tức là nhờ sự à, à, giúp đỡ nhờ sự cứu giúp của đức Chúa Trời là cho nên à, Israel chỉ một mình dân Israel sống an lành và suối gia có phun lên, trong xứ của ngũ cốc và rượu đượm nhuần xương móc từ trời. À, cho nên à, ở đây Chúa sẽ bảo vệ Jerusalem. À, Chúa sẽ à, à, bày tỏ chọn Jerusalem là nơi ẩn náu, là nơi ngự. Quý vị thấy không? Đức Chúa Trời hằng hữu. Nào, Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ngự, nơi ẩn náu của Jerusalem. Nha, yeah. Jerusalem là nơi ẩn náu của Uh, no uh, Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của Jerusalem và cánh tay đời đời của Chúa nâng đỡ Jerusalem. Cho nên ai đụng đến Jerusalem là cũng sẽ có vấn đề bởi vì tại chỗ này Chúa sẽ bảo vệ Jerusalem của Chúa. Bởi vì trong lời chúc phước này nó sẽ còn lại lâu dài. Và vì vậy cuối cùng mà nếu Jerusalem bị uh, bị đánh đó thì cuối cùng lại Chúa Giêsu cũng phải xuất hiện lại xuất hiện trở lại giáng sao giáng lâm hay là tái lâm trở lại để giải cứu Jerusalem khi người Do Thái bị tấn công à, cho nên tất cả những điều lời này à, những đời chúc phước này nó không chỉ đơn thuần là một lời để lại cho chúng ta học nhưng mà nó nó sẽ tồn tại bởi vì tất cả những điều này một lần nữa nó đã à, hoàn tất ở trong ở trong Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đang thấy và đấng mà chúng ta đang tin, chúng ta đang thờ phượng, chúng ta đang hầu việc và chúng ta đang dâng đời sống của mình và ở trong đấng đó. Câu 29 à, chép như thế này: Hỡi Israel, ngươi có phước biết bao. Bây giờ nói đến dân sự của Chúa trong cái hình ảnh chung này. Hỡi Israel, ngươi có phước biết bao một dân tộc được Đức Giê-hô-va cứu giúp ai sẽ được như ngươi. Ừ, cảm ơn Chúa. Chúng ta chỉ có một Đức Giê-hô-va đấng cứu giúp dân Israel. Một dân tộc được cứu, một dân tộc được cứu giúp, một dân tộc được bảo vệ, một dân tộc được Chúa yêu thương, một dân tộc được Chúa chọn, một dân tộc được Chúa biệt riêng ra, một dân tộc mà ngài chính ngài làm cái thuẫn để giúp đỡ cảm ơn chúa điều đó ngài là thuẫn để giúp đỡ ngươi là gươm đem vinh quang đến cho người. kẻ thù sẽ khúm núm trước ngươi còn ngươi sẽ dày đạp các nơi cao của chúng ngày hôm nay quý vị thấy có ai đụng đến được dân do thái không khó lắm đụng đến mà mà cả giàu cho cả thế giới này có tấn công dân do thái đi nữa cũng không được bởi vì họ là tiếng dân của chúa à vì chính ngài là cái thuận giúp đỡ họ, vì chính ngài là thanh gươm đem vinh quang đến cho họ, à, kẻ thù sẽ khúm núm ở trước mặt ngài, trước mặt họ và còn người, còn họ sẽ có một cái thẩm quyền ở trên rất nhiều, ở trên dân sự, ở trên à, trên thế giới hiện tại, cho nên chúng ta thấy được điều đó và chúng ta cảm ơn Chúa những điều này nó được hình thành ở trong nó được hoàn tất ở trong à, làm được trọn ở trong đấng Christ. Cho nên khi chúng ta tin Chúa chúng ta cũng thừa hưởng những cái lời chúc phước này ở trong đấng Christ. À, chính Chúa sẽ là cái thuẫn che chở từng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng thừa hưởng điều này. Chính Chúa sẽ là thanh gươm đem vinh quang lại cho từng đời sống của chúng ta khi chúng ta ở trong đấng Christ. Và thưa quý vị, kẻ thù, xe tăng những người chống đối, có làm gì đi nữa cũng sẽ phải khấm nấm. Ở trước thẩm quyền, ở trước cuộc đời của chúng ta là bởi vì cái thẩm quyền là vua của Đấng Chris ở trong đời sống của mình. Nếu chúng ta không để Chúa cai trị, không để Chúa tể trị, không có cái quyền đó ở trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ đối diện với cái sự thất bại. Thay vì dày đạp kẻ thù thì chúng ta bị dày đạp bị kẻ thù dày đạp sa không để chúng ta yên má quỷ không để chúng ta yên nó dày đạp nó quấn, nó cắn xé chúng ta liên tục nhưng khi chúng ta sống đúng với cái chỗ đứng của mình sống đúng với cái vai trò của mình ở trong đức đất, đất ở trong đức chúa giêsu christ thì chúng ta sẽ sở hữu cái vai trò của sự tế lễ cái vai trò tiên tri, cái vai trò vua của Chúa Giêsu Christ ở trên đời sống của mình. Chúng ta thừa hưởng thẩm quyền, chúng ta thừa hưởng, uh, chúng ta sống ở trong là một của lễ thánh khiết ở trước mặt Chúa, ở trước mặt Đức Chúa Cha và chúng ta sẽ sống có lời của Chúa và sống theo ý muốn của Chúa. Lời Chúa, luật pháp, lời tiên tri và vua đều được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và tất cả những điều đó để chúng ta thừa hưởng cái lời chúc phước đặc biệt này ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Vì thế chúng ta đọc lại một lần nữa trước khi chúng ta à, cầu nguyện với nhau tại đây. À, đoạn 33 như sau. Đây là lời chúc phước mà môi xe người của Đức Chúa Trời đã chúc phước cho dân Israel trước khi qua đời. Ông nói, Đức Jehovah đến từ Sinai chói sáng trên chúng ta từ xe và rạng ngời từ núi pha rang Ngài đến từ giữa muôn nghìn đấng thánh lửa luật pháp phát ra từ tay phải của Ngài. Chúa yêu thương dân Ngài, tất cả các thánh đều ở trong tay Chúa. Phủ phục dưới chân Chúa để đón nhận lời Ngài chỉ dạy luật pháp mà môi xe truyền cho chúng tôi là sản nghiệp của cộng đồng gia cốp ngài là vua của giê rung khi cấp lãnh đạo của dân chúng kết hợp lại cùng với các bộ tộc israel cầu cho ruben sống và lưu truyền mãi mãi cho dù số người của nó không đông về Judah, Moses nói rằng lạy Đức Giê-hô-va xin ngài nghe tiếng của Giu-đa và đem người về với dân mình dùng tay dùng đôi tay tự bảo vệ mình xin Chúa giúp người chống lại quân thù về Lê-vi Môi-se nói rằng xin ban thu mim cho Lê-vi và Urim cho người tìm kính ngài mà ngài đã thử thách tại Massa cùng tranh đấu bên mặt nước Meribah Lê Vi nói về cha mẹ mình rằng tôi không nhìn thấy họ. Người không nhận anh em mình cũng không biết con cái mình. Và vì họ tuân thủ lời Chúa gìn giữ giao ước của Ngài. Họ dạy mệnh lệnh của Chúa cho gia cốp và luật pháp Ngài cho dân Israel. Họ dâng hương trước mặt Chúa và tế lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va xin ban sức lực cho người và hài lòng về công việc của tay người. Xin đánh gãy hông của kẻ thù và kẻ ghen ghét để chúng không ngóc đầu lên nổi. Về Benjamin, môi xe nói rằng người được Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được sống yên lành bên Ngài. Chúa che chở người suốt đời và ngự giữa núi đồi của người giờ về Joseph, môi xe nói rằng nguyện đất của người được Đức Giê-hô-va ban phước với xương móc quý báu từ trời ban tặng những mạch suối ngầm nằm ngay bên dưới với sản phẩm tuyệt hảo từ mặt trời và sự phong phú đến từ mặt trăng những sản vật đầu hàng đầu của núi xưa các bông trái dồi dào từ đồi vĩnh cửu với tặng phẩm quý cùng sự sung mãn của đất và ơn lành của đấng ngự giữa bụi gai. Nguyện mọi phước này tuôn tràn trên đầu Joseph và trên trán của người đứng đầu anh em mình, oai phong như con bò được đầu lòng với sừng dũng mãnh của bò rừng. Người dùng sừng ấy hoặc ngã mọi dân tộc cả đến các dân ở cùng trời cuối đất đó là hàng vạn quân Ephraim, hàng nghìn người Manasseh. Về Sabulon, Môi-se nói rằng, hỡi Sabulon hãy vui mừng trong lúc ra đi. Còn y hãy hớn hở trong liều trại mình. Họ sẽ gọi các dân lên núi, dân sinh tế công chính tại đó. Vì họ sẽ rút tài nguyên của biển và những kho tàng ẩn giấu trong cát. Về gác, Môi-se nói rằng, tụng ca đắng mở bờ cõi gác. Gác nằm rình như một sư tử cái, vồ xé mồi cả tay lẫn đầu. Người đã chọn phần tốt nhất cho mình, vì trong đó có phần dành cho người lãnh đạo. Khi những nhà lãnh đạo của dân chúng tụ họp lại gác thực thi công chính của Đức Chúa Trời. Gác thực thi công lý của Đức Chúa Trời và các luật lệ của Ngài cho dân Israel về Đan, môi xe nói rằng Đan là một sư tử tơ từ Ba Sang nhảy xong đến. Về Neptali, môi xe nói rằng Neptali ngập tràn ân phước Chúa Chúa trang phước lành của Đức giê hô va hãy chiếm hữu phần đất phía Tây và phía Nam. Về A-xe, Môi xe nói rằng nguyện A xe được phước hơn các con trai khác được anh em mình ưa chuộng và được dầm chân trong dầu các then cửa làm bằng sắt và đồng sức mạnh dẻo dai suốt đời ồ oh, dê rung có ai không có ai như đức chúa trời đấng đến cứu giúp cởi các tầng trời uy nghiêm trên, các, trên những đám mây Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ẩn náu, cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ chúng ta. Ngài sẽ đuổi kẻ thù khuất mắt và phán rằng hãy diệt chúng đi. Nhờ vậy, chỉ một mình Israel sống an lành, suối gia có phung lên trong xứ sở của ngũ cốc và rượu, đượm nhuần xương, xương móc từ trời. Hỡi Israel ngươi có phước biết bao, một dân tộc được Đức Giê-hô-va cứu giúp ai được như người. Ngài là Thuận nơi giúp đỡ người, là thanh gươm đem vinh quang đến cho người. Kẻ thù sẽ khúm núm trước người, còn người sẽ giày đạp các nơi cao của chúng. Cảm ơn Chúa chúng ta nhìn thấy điểm này. Câu 29, hỡi Israel, người có phước thay. Một dân tộc được Đức Giê-hô-va cứu giúp ai được như người Chúng ta dùng câu kinh thánh này Để nhắc nhở từng cuộc đời của chúng ta Chúng ta nói rằng Hỡi tên của mình Hỡi những người tin Chúa Chúng ta là những người có phước thầy Có phước biết đau Một dân tộc Một số người Được Đức Chúa Trời cứu giúp Và Ngài là cái thuẫn Giúp đỡ Và thành gươm mang vinh quang đến cho từng cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta nắm bắt được ý muốn của Chúa một phần nào đó, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa trong những sinh hoạt của chúng ta. Lạy Chúa chúng con cảm ơn Ngài. Tuy chúng con chưa được uh, trở lại như những ngày đầu, nhưng chúng con cảm ơn Chúa, chúng con vẫn có chút thì giờ để suy gẫm đọc lời của Ngài. Vấp váp không thông suốt, có những cái chưa hiểu thấu. Nhưng con cảm ơn Chúa Ngài cho chúng con đến đây, để chúng con nắm bắt được một ít về ý tưởng của Chúa, sự dạy dỗ của Ngài. Để hầu chúng con biết sống cách nào cho vừa ý muốn của Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa sức giàu bán ơn cho để chúng con đau phục Chúa. Hầu chúng con sống tôn cao vai trò tế lệ, vai trò tiên tri, vai trò vua của Ngài ở trong đời sống của chúng con liên tục. Cảm ơn Chúa hình ảnh của 12 chi phái được nhắc đến ở đây. Chỗ đứng của họ, chức năng của họ, phước hạnh của họ. Chúng con đều thấy có trong Đấng Christ. Và nơi mà chúng con đang sống Nơi mà chúng con đang tin cậy Nơi mà chúng con đang dân mình Nơi mà chúng con đang đi lại Nơi mà chúng con đang phủ phục Để đón nhận sự dạy dỗ đó Con cầu nguyện xin cha Ngài thương xót chúng con Thăm viên chúng con Ban phước sức giàu Để chúng con cứ kinh nghiệm được cái điều Chân của chúng con dầm thấm ở trong dầu của Thánh Linh Ngài. Cuộc đời của chúng con dầm thấm trong dầu của Thánh Linh Chúa. Để chúng con luôn tươi mới. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Cầu nguyện cùng cha bấy nhiêu lời trong danh được Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn tất cả quý tôi con Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta hẹn gặp lại đoạn số 34.